Mến chào các bạn. Thì hôm nay có chỗ quen thuộc của anh Thanh đó, mình đến đây buổi chiều đó thì cũng nhờ ảnh giới thiệu một số phôi mai đó. Thì không biết hôm nay ảnh cuối tuần ảnh có cái chương trình gì đó với khán giả yêu thương không ạ? Xin mời anh ạ. Dạ, xin chào anh em. Dạ, chào anh. Dạ, hôm nay cũng là chủ nhật là ngày 14 tây tháng 7. Dạ. Thì nói chung em vừa qua em cũng có bán một số phôi cho anh em chơi đó. Dạ. Bữa nay nhân dịp cuối tuần em cũng sale cho anh em một cái lô hàng này là 5 cây. Nó bán cho anh em, ví dụ như anh em mới chơi rồi đó, bán giá rẻ. Anh em mới chơi mua cái lô này về anh em trồng, anh em nghiên cứu đồ cách chăm sóc rồi đó. Dạ. Thì nó cái giá nó cũng rất là bình dân anh em. À. Vậy là khuyến mãi cuối tuần đó nghe anh em. Giá này giống như là giá khuyến mãi đó, nghe khuyến, anh em. Khuyến mãi. Chứ cái em mà bán cái giá này là mì gói em cũng không có ăn nên. Đây là khuyến mãi cuối tuần anh em ơi. Em quay 5 cây này cho anh em coi đó. 5 cây này làm sale là cái giá 2,5 triệu cho anh em. Dạ. Yeah. Vậy là cái phôi đầu tiên nữa anh. Dạ, phôi này phôi đầu tiên. Phôi đầu tiên. Cây này cũng là cây quái nha anh em. Đây là phôi đầu tiên anh Thanh giới thiệu cho mình đó anh em. Dạ. Với cái thông số đo vòng quanh là khỏi à. Dạ không, cái này là hàng mini anh. Phôi mini rồi. Phôi đầu hoành rồi. Dạ, cây này là cây thứ nhất nha anh em. Dạ, số 1 ha. Dạ, số 1. Dạ, cây này là cây thứ 2. Số 2 đây. Thì cũng nhắc lại là hôm nay anh Thanh ảnh khuyến mãi giờ vàng cuối tuần cho anh em mình đã ủng hộ, đáp lại cái tình yêu thương của các anh các chú đó. Thì hôm nay anh Thanh sẽ khuyến mãi một lô. Và cụ thể như thế nào thì anh giới thiệu phôi thứ hai đi ạ. Dạ mời anh. Này là số 2 phải không anh? Dạ, cây này là cây thứ 2. Thứ 2. Thứ 2 đây dạ. Đây lô này 5 cây. Rồi số 3 nha anh em. Số 3. Đây là phôi số 3 nằm trong cái chương trình lọt khuyến mãi của anh Thanh đó anh em. Khuyến mãi của tuần số 3. Rồi mời anh số 4 đi ạ. Phôi số 4 đó anh em. Anh em trồng cái thế này nè nghe anh em. Đây là phôi thứ tư đó anh em ơi. Rồi, mời anh số 5. Thứ năm này nằm như cây súng anh em ơi. Rồi tổng cộng như vậy là 5 phôi là mình báo giá sao anh? Dạ, 5 phôi này em bán nguyên lô 5 phôi này là chỉ giá chỉ có 2,5 triệu thôi nghe anh em. Rồi. Một cây chỉ có 500 ngàn thôi nghe anh em. 500 ngàn. Đó, anh em nào mà mới chơi đó thì mua 5 cây này về anh em thí nghiệm, anh em trồng, anh em chăm sóc, anh em ghép rồi đó. Giống như thử, dạ. Thí nghiệm thử rồi sao á. Dạ. Cây còn, này hoàn toàn là cây mạnh không em bứng đất lên không nghe anh em. Còn trần chờ gì nữa mà không có gọi điện thoại anh em ơi. Dạ. 5 cây 2,5 triệu. Dạ. Quá đã. Đó, một lô 5 cây đó nghe anh em. Đây 5 cây khuyến mãi nè anh em ơi. À, xin mời anh em xem lại 5 phôi à. Anh Thanh khuyến mãi cho mình cuối tuần nè anh em. 5 phôi giá là 2,5 triệu. Cho anh em xem lại lần nữa nha. 5 phôi, 1, 2, 3, 4, 5. Hẹn anh em những clip tiếp theo. Mến chào tạm biệt.